ngày về miền Tây. Truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng. Một vùng quê bạt ngàn rừng núi tự nhiên, nhiều đỉnh núi cao đồ sộ như Phù Hướng, Phù Khảm và nhiều hang động, sông suối, cảnh quan hùng vĩ. Nơi bạt ngàn cà phê, bạt ngàn cao su, ngun ngút mía và ngọt lịm những vườn cam tríu quả, đều đồng lại trong sâu thẳm của tiếng ngàn xưa vọng vang cùng tiếng công
tiếng chiêng rộn rã, hát lăm, nhuôn, suối của người Thái, đu đu điền điền, tập tình tập tang của người Thổ, nơi có ba dân tộc Kinh, Thái, Thổ cùng chung sống. Cùng với chiều dài lịch sử của đất nước, 60 năm qua các đồng bào dân tộc anh em Thái, Thổ, Kinh trên quê hương Quỳ Hợp đã cùng chung lưng đấu cật, khai hoang, vỡ đất, ra sức xây dựng xóm làng, xây dựng Quỳ Hợp ngày càng khởi sắc. Bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy tích cực, xứng với huyền điểm văn hóa theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Trong sự nghiệp đổi mới, Quỳ Hợp được biết đến là một trong những địa phương có nền kinh tế, nhất là kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển năng động. Quỳ Hợp là miền đất lành, nơi gặp gỡ hội tụ những nét văn hóa đặc sắc. Dù là người miền xuôi hay miền ngược, dù trong Nam hay ngoài Bắc, từ nhiều năm nay, ba dân tộc anh em đã đoàn kết chung tay xây dựng cuộc sống, tạo nên một diện mạo Quỳ Hợp có một công hai này. Mênh mông hương rừng gió núi, nhấp nhô núi đồi sông suối, nơi còn in dấu tích người Việt cổ từ ngàn xưa. Bên hồ bàn mông sáng lên niềm tin, lung linh khi chiều buông hồ thung mây huyền ảo. Sông núi đất trời thiên nhiên ban tặng, bao đời dựng xây sáng dậy nơi đây, nước non Quỳ Hợp yêu mới, làm em giàu dài đất miền Tây.
xanh thắm để cùng say trong điệu múa xòe, rộn ràng trong điệu lăng, điệu suối, điệu yun, bập bùng bên bếp lửa hồng, bên ché rượu cần ngất ngây. Nông thôn mới đã về, bản làng hôm nay đã khoác lên mình sắc màu áo mới, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Về xứ Nghệ cùng anh lên Tây Bắc, ngược sông Lam không khí dặm nồng say. Em gái Thái một bộ tay làm vía, làn suối làn lăng ngả nghiêng che rượu ở cần. Oh,
thăm hồ thung mây với bao huyền ảo, thăm đền chọn, thăm thác Bản Bìa xinh đẹp, khơi nguồn nước mát, thả mình bên dòng sông Con, sông Sinh, sông Nậm Huống thơ mộng. Những ngôi nhà sàn cổ của dân tộc Thái và lòng hiếu khách của đồng bào nơi đây thật sâu nặng nghĩa tình biết bao. Ở Nghệ An sống xen kẽ cùng hai dân tộc Kinh và Thái ở các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa. Phong tục tập quán và những nét sinh hoạt thường nhật mang đậm bản sắc của đồng bào Hồ đã và đang được bà con ở đây gìn giữ từ đời này qua đời khác. Văn hóa phi vật thể của đồng bào Hồ cũng khá phong phú và độc đáo. Cùng với những nhạc cụ truyền thống thì trình thức biểu diễn dân gian của các làn điệu dân ca đang được đồng bào Hồ trân trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Em đến đạc đạc, đi đạc mà ông, đi đóng mà ăn lễ găng bị trộm, lễ hộp thuộc khen lễ sen mai bạc. Em đến đạc đạc, đi đạc mà ông, đi đóng mà ăn lễ găng bị trộm, lễ hộp thuộc khen lễ sen mai bạc. Em đến đạc đạc, đi đạc mà ông, đi đóng mà ăn lễ găng bị trộm, lễ hộp thuộc khen lễ sen mai bạc. Tiếng chim ca rộn rã rừng núi, mùa xuân về.
ở tỉnh Nghệ An, cùng với người Kinh có 5 dân tộc thiểu số anh em cùng chung sống: Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông và Ơ Đu, cư trú trên khắp địa bàn 11 huyện, thị, miền núi. Trong quá trình lịch sử xây dựng và phát triển quê hương, đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp, cống hiến vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Già giáng mong mồ hôi thấm áo dân lối cháu con đoàn kết một lòng theo lời bác bản làng đổi mới từ đây ấm lo. Vinh hay thọ, mãn hay mường đều là con một nhà. Mình đã từng khẳng định, đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Lai hay Ê Đê, Sơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam. Lời của bác thể hiện lòng mong mỏi các dân tộc anh em cùng đoàn kết phấn đấu cho mục tiêu độc lập, tự do và hạnh phúc muôn dân. Sáng lòng ta nghe xuôi hát lời ca ơn tình bác thiết tha. Mẹ già lên nương làn da rám nắng, mồ hôi thấm áo dẫn lối cháu con đoàn kết một lòng theo lời bác.
với bản làng Khơ Mú khi mỗi đầu Tết đến xuân về. Khắp bản làng vang lên điệu hát tơm, hòa cùng tiếng tông, tiếng chiêng, tiếng ví, nghe như có tiếng đại ngàn, tiếng suối reo, tiếng chim rừng gọi bạn và cả những bước nhảy ngập ngừng. Đó là tiếng lòng của người Khơ Mú với một tâm hồn vui tươi, cùng hướng tới một cuộc sống ấm no, đẹp giàu. Si ghi si ơ lăng, si ghi si ga gan, si ghi si ơ lăng. Tiếng cồng hòa với tiếng chiêng bên bếp lửa bập bùng bập bùng. Si ghi si ơ gan, si ghi si ga gan, si ghi si ơ gan, si ghi si ga gan. Bạn dòng sông Giang nơi tộc người Đan Lai sinh sống, từ cuộc sống khắc nghiệt lang thang giữa chốn rừng thiêng nước độc, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nghèo đói, hôn nhân cần huyết thống. Với những câu chuyện truyền thuyết về tộc mù ngồi do lo sợ bị săn đuổi và để cảnh giác với thú dữ quan quân, họ đã trải qua hàng trăm năm cuộc sống khó khăn lạc hậu nơi rừng sâu. Nhờ có chủ trương đúng đắn của Đảng Nhà nước, những năm trở lại đây, cuộc sống của người Đan Lai đã đổi thay và đang tự tin hòa nhập cộng đồng các dân tộc anh em, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no,
hạnh phúc. Thank you.
là một trong năm dân tộc ít người nhất của Việt Nam, cư trú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình sinh tồn và phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người Ơ Đu cũng có đặc trưng riêng từ tiếng nói, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tri thức dân gian. Đã góp phần quan trọng vào đời sống vật chất, đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Ơ Đu ở Tương Dương nói riêng luôn được quan tâm và triển khai tích cực. Sống chủ yếu ở ba huyện dẻo cao Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Trong dòng chảy văn hóa của mái nhà chung sáu dân tộc anh em trên quê hương Nghệ An, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông vẫn luôn được quan tâm, bảo tồn và phát huy, tạo nên được những sắc thái riêng phong phú và đa dạng. Những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống luôn được giao thoa trong đời sống văn hóa mới ngày càng phát triển, tạo nên sự hài hòa tiếp cận nền văn hóa văn minh mà vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông ngày nay.
Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2023 được tổ chức tại Quỳ Hợp, nơi huyện nhà đang nô nức tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện. 60 năm qua là chặng đường lịch sử ghi dấu ấn với những thành tựu đã đạt được cùng với các địa phương nơi miền Tây Nghệ An. Quỳ Hợp đang vươn lên đầy sức trẻ. Ở nơi đâu xanh xanh như quê em, ở nơi đâu ánh mắt tràn ngập yêu thương, con sông dinh cả một tuổi thơ trân châu bắn bướm tắm chuồng. Tiềm năng lợi thế, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 21, xây dựng thành công huyện điểm văn hóa, đưa Quỳ Hợp trở thành huyện có nền kinh tế phát triển khá nhất vùng Tây Bắc Nghệ An. Ở nơi đâu xanh xanh như quê em, ở nơi đâu ánh mắt tràn ngập yêu thương, con sông dinh cả một tuổi thơ trăng trâu bắn bướm. Mỗi mong mang điện thắp sáng
sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số Nghệ An, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn. Bản sắc văn hóa độc đáo của họ đã đóng góp và làm phong phú cho nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Màu tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ nơi núi rừng miền Tây.
bồng bềnh lá lối, bồng bềnh lá lây. Quang trời biếc xanh vùng cao ngày mới, dập dìu gió hát. Cánh rừng bát ngát tỏa hương, miền Tây mừng năm mới. Tràn đầy ánh mắt mùa xuân, lung linh sắc màu ngày hồi. Thắm tình yêu thương, nắng lên cho tiếng cồng vui bên sông đôi, tiếng khen mỗi ai đó sụp lòng, ánh mắt làm duyên đón ngã cô gái, chàng trai say mê nắng ngày diệu tình, cho trẻ thơ tới trường, ngày vui trên lưng hương lúa mới, những công trình thế kỷ đang mong lên. Và tiềm năng, nơi hội tụ bao trí tuệ và khát vọng, cộng đồng các dân tộc anh em đoàn kết bên nhau, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên phía trước, xây dựng bản làng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, nơi miền Tây Nghệ An. Bồng bềnh bồng bềnh lá lối, bồng bềnh bồng bềnh lá lối. Hoàng trời biếc xanh vùng cao ngày mai, dập dìu gió hát. Cánh rừng bát ngát tỏa hương, miền Tây mừng năm mới. Tràn đầy ánh mắt mùa xuân, lung linh sắc màu ngày hồi. Các dân tộc thắm tình yêu thương. Ánh mắt làm duyên non nà cô gái, cho trai say mê nắng ngày diệu tình, cho trẻ thơ tới trường, ngày vui trên lưng hương lúa mới. Những công trình thế kỷ đang mọc lên vươn tới tầm cao. Nắng lên đi, sao bạn làm đường dây đã bao đời quá chờ. Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2023. Tràn đầy ánh mắt mùa xuân, lung linh sắc màu ngày hồi.
luôn lung linh sắc màu ngày hội, các dân tộc tâm tình yêu thương. Nâng lên cho tiếng cùng vui bên sông đôi, tiếng khen mỗi ai đó sâu lòng, ánh mắt làm duyên đón là cô gái, chàng trai say mê nắng ngày diệu kỳ. Thank you.
Bye.